Trung ương vừa qua đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đương nhiệm từ chức. Qua đó, ông Huệ được báo cáo là đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và một số quy định khác. Nhận thức được trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Huệ đã có đơn xin thôi chức vụ và nghỉ công tác. Thông tin từ chức của ông Vương Đình Huệ đã nhanh chóng được truyền thông Trung Quốc đăng tải và nhận được những bình luận hiếu kỳ từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Các bạn hãy cùng thán xem dân mạng Trung Quốc nói gì nhé! Tứ trụ giờ chỉ còn hai thôi ư? Tình hình chính trị Việt Nam luôn khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Sao nhanh quá vậy? Nỗ lực chống tham nhũng chưa từng có. Chuyện gì đang xảy ra ở Việt Nam gần đây vậy? Sao mà truyền thông nước ngoài lại có thông tin nhanh nhạy như vậy chứ? Chết tiệt, sao tụi nó làm được? Một cuộc đại thanh trừng. Việt Nam sắp khôi phục lại vai trò hạt nhân của Đảng à? Việt Nam đang chuẩn bị nhất thể hóa 4-1 à? Khả năng kiểm soát của ông Trọng mạnh đến vậy sao? Vậy những người trước đó gặp cụ Tổng, họ có xin nói chuyện hay bị phớt lờ vậy? Ủa, ông này mới đến Trung Quốc mà ta? Chết tiệt, bốn lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có hai người ngã ngựa rồi. Một chuỗi sự kiện khá kỳ lạ, thật khó khi nói chúng không liên kết với nhau, người tiếp theo sẽ là ai? Đại loạn luôn rồi sao? Trợ lý bị bắt rồi, ông ta cũng đã nhận lỗi và từ chức, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trên đây là toàn bộ nội dung của video hôm nay, các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận nhé! Cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.